Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả series One Piece phiêu lưu ký cùng mình. Hôm nay thể theo nguyện vọng của anh em, mình sẽ đi truy nã băng hải tặc mũ rơm. Trước này mình đánh rồi đúng không ta? Này đánh rồi. Băng hải tặc mũ rơm. Đây, bằng bộ bạo quái vật. Vâng, bộ bạo quái vật bóp giải nguyên băng hải tặc mũ rơm luôn. Bộ bạo quái vật đây nhá. Đây. Support thì mình sẽ để đây đi. Bởi vì mình 1, 3 và 9 thế là mình phải để support thôi. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng bộ ba quái vật đánh với cả băng mũ rơm. Vậy là băng mũ rơm có Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Chopper, Franky, Robby, Nami. 9 thẳng luôn đấy. Rất là căng thẳng đấy anh em ạ. Đây, băng hải tặc mũ rơm của chúng ta đây. Đánh trên thuyền theo dần Sunny luôn nhá. Ronoa Zoro này. Im đi đầu rêu, vãi cứt. Đây, let's go. Clap flash counter game ấy nhở. Mày ui. Chém được quả chém được anh em ạ. Quả chém thành công đấy. Ôi. Cô Takuzumaki không được. Ô Takuzumaki. Không được này. Úi xổ ôi. Không có CC Soso anh em nhỉ. Ok à. Ghê vậy. Ghê vậy Luffy. Bình tĩnh xem nào. Này không cho Sanji ra đánh được. Không phải gãy. Thunder drop tịch này. Còn Nami chết rồi. Xác định luôn. Xác định luôn. Nami một combo là chết. Chúng ta đến với Zoro. Ok. Itoryu thôi mà. Nhờn. Ông nhờn với tôi á. Ông nhờn. Thằng gì kinh chưa? Ôi! Mẹ! Úi dồi! Chết luôn rồi! Sao Skywalk đã chết luôn rồi? Chán thế! Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả Sanji, Usopp và Chopper. Usopp! Nó nhảy kìa. Nhờ. Bồ đấy anh em ạ. Tạm biệt. Bay ra ngoài biển nhanh lên. Ôi cho bơ. Mày. Ôi ghê thế. Ôi mình sẽ cho Chopper gãy thôi. Lên nào. Chúng ta sẽ lên đập Chopper. Những ký ức tối tệ. Ok à. Có điều ấy nhở. Tại sao mình không đi được không dính ta. Lão bạn tôi đây này. Skywalk.
nhờn gãy giáp này. Mít kìa, mít kìa. Dễ nhở. Ê chà chết. Gọi Luffy ra vậy. Nhờ này, Usopp này. Chopper vừa nhảy xuống phát gặp Zoro chém chết luôn. Ngầu quá. Bộ ba già nua đây. Cola kìa. Ghê quá nhở. Ui đấm gãy cả một sang đi rồi. Ghê quá. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi ông ạ. Gió lốc này. Ukola. Quay nổi Ukola. Xin lỗi bro. Này bro à. Bro. Xin lỗi bro thôi, lên kêu 4 thôi. Đánh nào. Con gắt. Bay ra ngoài rồi. Frankie à bạn. Bay thôn. Nó chết rồi. Nó chết rồi má. Sao má. Uầy, Ruby ghê vậy. Robin. Tạm biệt Robin luôn. Chết à? Thôi, gãy Robin rồi. Sao thế không chết mày lạ đấy con này người ta. Ok. Mình sẽ đánh lại nhá. 9 thằng này đánh hơi lâu đấy, nhưng mà mình sẽ đánh nhanh thôi. Mình sẽ đánh với cả cái team khác của mình. Cái team này là của một bạn comment ở dưới bình luận. Là bạn ấy bảo là anh ơi hãy đánh team bộ ba quái vật với cả truy nã bóng mũ rơm đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đánh bộ ba yếu đuối nhá. Usopp này, Nami và Chopper. Ok. Chúng ta sẽ đánh bộ ba yếu đuối, đánh với cả bóng mũ rơm để xem có truy nã là thành công không. Đấy, đây là Weakling Trio. Ok, Weakling Trio. Bộ ba yếu đuối đấy anh em ạ. Ok thế. Nhờn. Lão này. Không nổ à.
Đừng qua, đừng vãi đái luôn. Ôi dồi ôi. Phải cả nắm. Ôi. Phải nổi ạ. Bắn shuriken hay phết. Ơ sao mình bắn được chân mình vậy? Vậy mẹ rồi. Nổi. Nhồi này. Ủa, Nami, nó đấm Nami này. Mấy nồi đấm Nami ạ. Rồi, cứ từ từ. Cứ từ từ. Cứ từ từ. Dậy nhở. Chị đại mà đánh không nghe. Phải nổi rồi anh em ạ. Tầm đau quá. Còn lộ kìa. Tầm đau thế. Nhờ, chị đại đánh gọi không nghe à? Chị đại không nghe à? Rách mẹ áo, rách mẹ quần hữu, Nami mẹ rồi. Chết rồi. Mẹ có mỗi chopper ạ, mãi nồi. Nhờn, nhờn. Đồ thế. Chứ sao mình cũng phải đánh được Luffy. Còn lợn này. Chứ sao tao phải đánh được mày đã. Thôi gãy rồi anh em. Mình nghĩ mình gãy lắm. Lợn Luffy này. Mày nhợt hả mày? Chó này! Con lợn Luffy này! Luyện ngục quỷ chạm, tụi mình gãy rồi anh em ạ. Ok, vậy thì hẹn gặp lại anh em ở clip lần sau nhé. Mình gãy rồi, mon. Bộ ba yếu đuối không thể nào ăn được cả bằng mũ rơm cả. Bye bye anh em nha.